Ủa anh dĩa, dĩa cái dĩa này là bao nhiêu dĩa anh hả? Dạ 20 ngàn. Trời rẻ vậy. Nãy con định lấy cây con chọt cho nó cháy đó, đổ lúa vô. Đẹp ha, nổ đó. Ừ, kìa, đưa lại gần kìa, nó nổ kìa. Đó. Đó, nó nhảy tưng tưng nhìn. Ôi đẹp quá ha. Nó tách ra, ừ đó, đó. Ở cái này giống như bắp mà nó bung. Đây là chú Hải sẽ dẫn cho Phúc đi vô trong ngay chỗ chờ nổi cái bè với là một số làng nghề. Yeah. Ngay ngã ba sông cái bè là con thấy có cái nhà thờ này là nhà thờ gì chú hả? Nhà thờ gọi là nhà thờ cái bè. Dạ nhà thờ cái bè. Cái này nó xây lâu chưa chú? Xây dựng 1929 đến năm 32 mới đưa vào hoạt động. À. Trong cái khu này các bạn là cái khu mà cô đang pha nước á. Pha cà phê với trái cây. À, củ cải ha. Hay quá trời ơi, cái mùa này sen đẹp quá. Trời ơi, ngon vậy? Dạ. Yeah. Cô mới hái liền là ăn ngọt ngay. Đã không, cô mới hái rồi. Hôm nay là Phúc đang có mặt tại thị trấn Cái Bè. Thì hôm nay các bạn là Phúc đang ngồi, Phúc ăn một cái món ăn rất là nổi tiếng của Cái Bè. À, Phúc mới vừa hỏi cô Hồng các bạn, một dĩa như vậy chỉ có giá là 15 ngàn thôi. Thường thường ở miền Tây các bạn là các bạn sẽ thấy cái cây này gọi là cây bần nè, có trái này kìa không? Đây là người ta làm bánh tráng rồi người ta phơi nè các bạn, cho nên thường thường ở trên cái bánh tráng mà mình thấy cái hình vuông á. Hiện tại là mình đang có mặt ở làng cổ Đông Hòa Hiệp nha mọi người. Hello các bạn, thì sau khi mà Phúc đi ăn bánh tầm các bạn, thì bây giờ các bạn có biết Phúc đang ở đâu các bạn? Phúc đang ở đây á, là để coi cái đường này đường gì ta. Ngay địa chỉ này các bạn là Phúc đang ở ngay chỗ Trương Công Định, khu 2 thị trấn Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đó, thì cái chỗ mà Phúc đang ngồi ở đây các bạn là cái khu này cũng thấy nguyên một dãy đây các bạn. Là họ đang bán trái cây dĩa các bạn. Đó, thì cái khu này là các bạn là Phúc đang ở khu 2 á các bạn, hay do các bạn biết sao không? Là Phúc không có rành đường. Cho nên khi mà Phúc giới thiệu các bạn, Phúc chỉ giới thiệu chung chung thôi các bạn ha. Các bạn thông cảm cho Phúc. Tuy nhiên các bạn là sau khi mà Phúc đi ăn bánh tầm ở ngay chỗ cô Hồng các bạn, thì đây là một cái địa điểm tiếp theo mà tối nay Phúc sẽ ghé tại thị trấn Cái Bè. Cái khu này Phúc không biết nói sao các bạn, nhưng mà Phúc thấy là cuối Trương Công Định. Thì ở đây các bạn là Phúc thấy là nó đang nằm ở ngay chỗ cuối đường Trương Công Định. Tức là nếu mà mình đi từ ở ngoài nếu mà mình đi từ ở ngoài quốc lộ các bạn, mình đi thẳng vô trong trung tâm thị trấn Cái Bè, thì ở đây đó các bạn là ngay chỗ Phúc ngồi là đang ở chỗ cuối đường. Đó. Thì hôm nay các bạn là Phúc gọi một cái phần trái cây dĩa này các bạn. Đây một loại dĩa trái cây truyền thống miền Tây Nam Bộ các bạn. Thường thường trái cây dĩa các bạn là bên trong này mình sẽ có rất là nhiều loại trái cây. Thì trong một cái phần mà trái cây dĩa ở miền Tây các bạn là họ luôn luôn bỏ cái này gọi là gì, siro đúng không, với lại là sữa tươi lên bên trên đó, thì họ Phúc thấy họ rắc một ít đậu phộng vô. Trong này thì có rất là nhiều loại trái cây luôn các bạn. Mà về miền Tây Phúc thích ăn như vậy các bạn. Ở Sài Gòn đôi lúc là không có, cũng có thể là có nhưng mà mình kiếm rất là khó. Ví dụ một số loại trái cây nhiệt đới ở đây Phúc thấy có sao bô chê nè. Nghe có chuối khô nè. Đậu phộng ha. Bên này mình có trái lê nè, trái bơm nè. Rồi sao bô chê, hai nhãn, hai dưa hấu nè. Rồi đây mình có mít nữa nè các bạn. Trời nhiều ha. Có 5-6 loại vậy. À đây có thanh long nè, đu đủ nè, chùm ruột nè. Ôi nhiều ghê chứ. À rau câu nữa, đây có rau câu nè các bạn. Một dĩa như vậy Phúc không biết là bao nhiêu tiền nữa, đừng lát Phúc hỏi thử. Ngoài ra các bạn thì cái con nhỏ đi chung với Phúc đó các bạn là nó gọi một phần đồ chiên này nè các bạn. Một cái dĩa bánh tầm 15 ngàn vậy ăn không có đủ các bạn. Thì ở bên trong này Phúc thấy cũng có rất là nhiều thứ. À, có cá viên nè, có tôm nè, rồi đậu bắp nè. Bắp non. Bắp non hả? À cái trái bắp non ở đây. Ôi hay ha, hồi trước giờ anh không thấy luôn. Bắp non chiên. Đây có tương nè các bạn. Tương này tương nhà làm, nhìn ngon ghê luôn. Nhưng mà chắc bây giờ là Phúc sẽ giữ cái bụng để sáng mai Phúc đi review clip thôi các bạn ha. Hôm nay các bạn là Phúc đang có mặt tại thị trấn Cái Bè. Một cái thị trấn nhỏ của tỉnh Tiền Giang, quê của mình thôi các bạn ha. Khu vực này các bạn là Phúc thấy có rất là nhiều nơi để mà mình có thể du lịch được. Ví dụ chợ nổi Cái Bè nè, làng cổ Đông Hòa Hiệp nè. Rồi ngoài ra các bạn có thể khám phá về ẩm thực, ăn uống. Thì một số nơi các bạn có thể ở, ví dụ như bên cạnh Phúc đang ngồi đây các bạn là Phúc thấy có Riverside Hotel nè các bạn.
Thì ngoài ra còn có một cái chỗ là cái nơi mà Phúc đang ở các bạn, đó là Mekong Riverside Boutique Resort and Spa. Ngoài ra thì cái khu mà phía dưới này thì Phúc thấy còn có một cái chỗ nữa, nó còn gọi là Mekong Lodge, hay là một số cái khách sạn nhà nghỉ đây Phúc thấy cũng khá là nhiều, mình cũng có thể lựa chọn đó các bạn ha. Tuy nhiên thì Mekong Riverside Resort, cái chỗ của các bạn thì ở một cái nơi rất là tuyệt vời, bởi vì trong cái khu đó giống như một cái khu biệt lập, nó nằm cạnh bờ sông, mà hôm nay các bạn là Phúc book được một cái phòng nó nằm ngay cạnh sông luôn các bạn. Ngon quá, ngon quá. Ôi một dĩa gì vậy? Rất là nhiều trái cây luôn các bạn. Ở đây còn có xoài nè. Anh thấy khoảng chục loại đúng không? Rất là nhiều loại luôn các bạn. Đi về miền Tây ăn rất là rẻ luôn các bạn. Hồi nãy trong cái phần trước các bạn là Phúc có giới thiệu với các bạn cái dĩa bánh tầm đúng không? Một dĩa 15 ngàn thôi á. Ủa anh dĩa này là bao nhiêu dĩa anh hả? Dạ 20 ngàn. Trời rẻ vậy. Phúc mới vừa hỏi chủ quán các bạn một cái dĩa trái cây quá trời trái cây này các bạn. Trong này á thì mình thấy có siro này các bạn. Nói chung là quá trời thứ luôn các bạn, không biết bao nhiêu mới hỏi luôn các bạn. Một dĩa như vậy chỉ có giá là 20 ngàn thôi. Nè hồi nãy giờ Phúc đã ăn rồi nè, khoan để Phúc hút miếng. Khoan bây giờ làm sao ta để không đổ. Các bạn thấy không, rất là nhiều loại trái cây trong này luôn các bạn. Một dĩa gì có 20 ngàn thôi. Cho nên Phúc nói các bạn về cái bè ăn uống thả ga luôn, ăn sắp mặt luôn các bạn. Ngon quá. Nếu mà có thời gian thì Phúc sẽ đi review một số món ăn mà về nước ha, để cho các bạn sẽ thấy một số cái mức giá mà mình cũng có thể tham khảo. Hôm nay các bạn thì Phúc có đi và Phúc quay một cái vlog về làng cổ Đông Hòa Hiệp. Thì cái khu vực đó đó các bạn thì cũng thấy có rất là nhiều nhà cổ, như là nhà ông Ba Đức này các bạn, với lại nhà của ông Kiệt. Thì sau đó Phúc quay về resort để Phúc tắm đó các bạn ha. Ngon quá. Trái cây nhiều ghê. Buổi tối ở cái bè các bạn thì Phúc thấy là người dân á, họ ra đường ngồi rất là nhiều, kiểu giống như những cái quán mà ngày xưa các bạn ở Mỹ Tho quê Phúc cũng hay ngồi làm, kiểu họ bán trái cây nè, trái cây dĩa nè, cá viên chiên nè. Mình ngồi ở đây các bạn, thật sự là các bạn biết sao, do cái khu vực thị trấn Cái Bè thì dân nó cũng vừa phải thôi, chứ cũng không phải là gọi là quá sầm uất. Cho nên là giờ này Phúc ngồi các bạn là cũng 7-8 giờ rồi, cho nên là cái lượng xe cộ qua lại nó cũng không có quá đông. Nên mình ngồi ở đây các bạn mình cảm thấy rất là bình yên. Đó. Tuy nhiên là các bạn thấy xung quanh Phúc vẫn có một số bàn đúng không? Nhưng mà trước mặt Phúc quá các bạn là xe đậu quá chừng luôn. Đây mình có miếng mít nè. Trái cây nhiều quá ăn biết sao không? Đu đủ rồi.